Anh ơi, ơi anh nghe đây, em mới gửi cho anh hình con mèo á, anh giữ giúp em nhé. Sao thế, sao con mèo lại bị quạo? Con mèo nó quạo ấy là do hôm nay trời mưa á, nhưng mà không có ai chở con mèo đi ăn thịt nướng ấy, nên là nó quạo giống như thế. Ra là thế á. Dạ đúng rồi, trời mưa ấy con mèo phải ăn 3 phần thịt nướng luôn nó mới hết quạo ấy. Là đồ nướng á. Rồi rồi thế anh dẫn con mèo đi ăn đồ nướng nhá. Nhưng mà anh ơi, sao nữa thế? Con mèo ấy nó ăn 3 phần thịt nướng như thế á thì nó sẽ bị nghẹn ấy, nếu mà nó con mèo phải có trà sữa á, nên là con mèo mới không nghẹn. Con mèo bị nghẹn hả? Trà sữa size lớn ấy, full topping luôn. Rồi vậy anh dẫn con mèo đi ăn đồ nướng với lại uống trà sữa nhá. Anh mua cho con mèo trà sữa nhá. Con mèo yêu anh.